chứ được chẳng ít có à? nhiều đâu. Chẳng qua đây là từ hôm qua công thành chiến cho các kiểu nó mới nhiều chứ bình thường cả ngày một quyển. Có hôm mà không có quyển nào ấy chứ. Đấy, có hôm bị đói. À, em tổng tiền này, tổng tiền cho mọi người ra giao dịch này. Có hôm anh em còn không có lương luôn. Em Vũ là được một quyển 650 xu này. Có em mang tới. Anh cụ tổ là 550 cộng 600 cộng 600 cộng 600 cộng 600 cộng 700 cộng 700 cộng 700 cộng 650. Anh cụ tổ hết rồi. Anh cụ tổ. Mod đi anh em ơi. Vào việc thôi, vào việc thôi anh em. Trường, gọi anh ấy, gửi anh mai chuyển khoản cho trường. Ờ, bao của anh ấy bao nhiêu kim đấy Hải? 6k4 anh ơi. Ui, 6k4 làm gì đủ. Hải Hoàng có đưa đi để mai anh đưa cho. Cưới của anh 600 là tổng 7 kim này. Ờ, thì em cứ đưa 7 kim đi, mai anh đưa cho. Giờ này anh vừa mở lệnh bài mà có hết tiền rồi. Thế em đưa, có là 1 tỷ của kim cho anh ý nhá. Ờ, em cứ đưa cho anh ấy đi, đâu tội vạ đâu anh chịu. Một 190 cái anh em ơi. Ok anh ơi. Tiếng Việt ăn là kiểu ơi. Bảy kia. Thằng Vũ ra đây mà nhặt đồ giúp anh cái Vũ ơi. Vũ đi quét con làm gì vậy? Rồi cứ đứng yên ở trên đó đi, có gì anh khắc vất ra trên đấy. Lên đây mà nhặt. Trên kìa. Em có rồi anh tụt đây. Lấy trên kìa Vũ. Ứng lương ra đây, à, lại đút tiền túi ra. Phát lương cho anh em. Em đủ. 7650, 7650 chia cho bao nhiêu áp? Nguyên thiên thần rất không ngon. Dồn trang sức anh. 58. Và cho thêm anh ấy vào đi. Ok, dồn trang sức nhé các anh. 5862 7650. Đợi em đợi tí sân tạ. Đợi em tí, đợi em tẹo ạ. Anh đợi em một tí thì tí anh sân tạ. Dễ à? Em cộng cả anh Hải chi vát rồi anh nhá. Đã khoảng thành cái này mấy em đi. Giờ Linh còn lấy hộp không em? Em đủ ấy. Đừng lấy anh cứ đây lấy, mình kinh tây lấy đường này. Anh em bảnh kinh tây lấy đường này. 120 xu và một cái hạt này. Dạ, cũng được. Anh có lương không anh? Có anh ơi, có anh ơi. Đây đồ em đây, đồ em đây sơn tải. Thử dùng cầm cái to
Ừ, họ ăn event anh ơi. Hôm cung thành chiến, hôm cung thành chiến ấy họ ăn một đống lên 9x đó. Nó ăn bao nhiêu gác mà em nó mua em bình nghĩ đấy đi, em mua cái bờ. Anh kịp mà anh phải anh Hải ra lấy đầu tiên này, tại vì anh có tên hôm nay đỡ được gạch. Vodka đây. Chứ anh ơi, vừa mới đánh anh Khánh ơi, vừa mới đánh anh Khánh. Ai còn có cho mấy con không? Mai nó mất công. Hắc điểu này, hắc điểu 4 cơ. Ông hắc điểu này 4 này hơi điêu rồi. Ông kéo 4 ác đây tôi xem nào. Liệt danh của mỗi hôm tuần 2 với 3 này 4 này. Anh em lấy động lực làm xe. Tốt không? Em kiểm tra thôi. Đúng thì vẫn trả mà có ai nói gì đâu, nhưng mà kiểm tra mà. Mình phải kiểm tra chứ, tại vì mỗi hôm toàn 2, 3 nữa. Vấn đề kiểm tra đột ngột này là được phép anh em nhé. Tại vì xem nhiều khi mẹ ông kéo bố con mẹ cửa chuông ta hỏa đồn tiêu ác đường môn em đường môn anh ơi đang đường môn đang dùng này đường môn đang dùng đây các anh em để đường môn dùng luôn mà anh em thấy cũng không khả thi lắm bên này các anh ơi hơi buồn. Em sửa cái tiêu đề để lấy hên các anh nhá, em sửa cái tiêu đề. Em cho anh Tú Phạm nhá. Được 6k3 anh ơi. Em được 6k3. Rồi. Chúc quả nhẫn 5/40. Anh cảm ơn Boom nhá. Đang cần quả làm nhẫn 5/40 đây. Anh đang rất cần quả nhẫn 5/40 này. Em cho anh Tú Phạm nhá. Ui rồi ôi, quả nhẫn 5/40 và thân pháp 18 nhỉ. Nghe nó thơm nhỉ. Nghe nó phấn khởi thế. Lâng cũng chả làm gì anh ơi. Em đang đợi để em lâng vào thân pháp luôn anh ạ. Em chưa muốn lâng. Mũ. Mỗi buôn tiêu thì tỏa ra mùi tiền. Rồi em cảm ơn anh Bùi Cường nhá. Em cảm ơn anh Long Bùi nhá. Hello anh Long Bùi nhá. Anh Sơn Tùng sao lại dỗi. Của em nói chung anh ơi. Em vớt cho nó nhặt cho nó nhanh chứ bây giờ để auto nhặt khó chịu lắm anh ơi.
có một người nhặt hộ cho nó nhanh anh ạ. À cái này em không, cái này em không 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 tham gia được cái đấy anh Thú Phạm ạ. Em chứ cũng em cũng là người chơi thôi anh ơi. Cái đấy do AD họ giải quyết à. Úi da. Mày nói đến Tết anh còn được tri ân mà nói mày éo thèm trả lời. Đâu em có để ý đâu. Em xin lỗi, em không để ý. Khổ quá, lỗi luôn à. Dỗ nhanh thế anh Sơn Tùng. Vâng ạ. Đâu cái thằng Boom này, mày ác độc thế Boom, mày ác độc thế Boom, mày ác độc thế Boom. Mày ác độc thế hả Boom? Chưa chưa anh đặt lọ ơi, chưa có gì anh đặt lọ ơi. Em chào anh Hậu Phúc, Vũ Hậu nhá. Anh em nào chưa chia sẻ và chưa subscribe kênh thì cho em xin một lượt chia sẻ và một lượt subscribe kênh các anh ơi. Dạ vâng ạ, em để em xem cho anh Phong Nguyễn ơi, để em xem có ai bán em bảo anh ạ. Anh vừa kết bạn Facebook với em đấy đúng không ạ? Có em sẽ liên hệ với anh nhá, anh nhá. Ông nào còn có cây thông tôi luyện Master Kim Thuyên trưởng lên đảo đây này. Cần gì anh luyện ở trên Vũ Lăng Sơn được mà. Mỗi người dài có hai cây động viên anh em tinh thần đây đúng rồi. Sao bọn mình không tổ chức gặp mặt? Có tổ chức anh ơi, nhưng mà thời gian dịch dã là không được anh ơi. Dù như kiểu Johnny đang thế nhỉ. Đúng rồi chú Hoàng ơi, giờ thì cũng nhanh lên mau chán Lương Mạnh Hùng. Dạ em cảm ơn anh Sơn Tùng nhá. Nói chung nếu mà luyện trên đảo thì em thật sự là nó lâu lắm. Luyện trên đảo thì thôi rồi luôn, luyện trên đảo thì nó nhục lắm anh em ạ. Em chào anh Đạt Hoàng nhá. Năm độc trưởng nhanh mà anh, làm gì mà lâu. Hoàng chóng 40 ẩn 3. Em chào anh Trâm Lam nhá. Anh nè, là anh nào vậy? Băng lão toàn đánh cái đây mà anh Thành. Ừ.
Màn hình anh bị giật đấy. Chưa có siêu phẩm gì anh Tuyết Trần ơi. Sao lại giật được nhỉ? Hôm nay đi buôn tiêu bói đồ mà không ra gì thì thôi. Lên trên đảo á? Không, ý em đang bảo là luyện ở dưới này ấy, ở dưới này luyện ở trên Vũ Lăng Sơn nhanh mà anh. Anh thấy em lên tím một chỗ thôi, hôm kia em thấy đánh ở kia hàng ngon mà. Đang xem 1080. Giờ sợ FA thôi chứ F0 F1 thì sợ đầy thì đầy đúng rồi, F1 F0 thì sợ mẹ gì, sợ mỗi chỉ sợ mỗi F1 F0 thôi, còn FA sợ gì anh. Nên tín một chỗ. Tín gì, thỉnh thoảng đổi gió cho anh em xem thôi. Đi bộ bói đồ còn mới xịn sò con bò. Ok anh đi bộ nhá. Nhà giàu bói đồ thì cho cái ly này. Màn hình có giật giật á? Màn hình bị giật á? Anh em ơi màn hình bị giật à? Các anh em xem lại màn hình có bị giật không? Em có làm gì đâu mà nó giật nhỉ? À. Ôi giời sao nó cứ giật giật cái gì ấy nhỉ? Ôi sao nó cứ giật giật cái gì ấy? Giật đâu, có giật cái gì đâu. Có hơi giật, kiểu lắc lác ấy đúng không? Kiểu nó hơi bị lắc lác ấy đúng không? Không, em xem thử. Người ấy là ai kìa? Unleven vẫn như điên dại luôn kìa. Này em nhắc nhẹ nhàng là có ai cảm thấy giật không rồi mà còn không đọc ra này. Anh biết mà, nhưng mà sao nó cứ giật giật kiểu gì? Kiểm tra FPS vẫn bình thường, không bị giật cùng mình anh em ạ. Bên này em vẫn xem live với Tương mà. Ai đang mở mic của em ấy? Trên YouTube đi, nghe nghe. Ở đây rồi. Ôi, quả truy 540 rồi anh em. Thấy được cái gì chưa? Được cái truy 540 rồi. Cái hỏa sát kia mà giấc mơ ta tìm. Có giật giật đúng không? Như kiểu bị lát ấy. Mới được quả truy 540 rồi các anh ơi. Giật bị lát. Hay đứng ở góc này nó bị, em nghĩ đứng góc này nó bị ấy. Ăn nét lắm nữa. Bình thường. Đúng rồi, khi đổi góc nó nhìn nó ảo ma các anh ơi. F0 với F1 bây giờ vẫn đi làm bình thường mà mấy ông lái xe nhà mình vào Sài Gòn test dương tính, 35 ngày sau âm tính, trả hàng bình thường. Nói chung là bây giờ xác định nhà nước nó ra chính sách này là sống chung với lũ rồi. Thầy livestream thầy đừng nói thế nha, mẹ nó bắt đấy. À, đừng đùa thầy ơi. Thầy ơi, thầy đừng đùa nha, livestream thầy đừng nói thế. Thầy cứ cẩn thận này. Không nói mày được đâu nha. Thì mẹ không may thằng đi mẹ con chó nào đi săn. Rồi, ok. Đừng nói nữa. Rất là nguy hiểm anh. Em về sửa rồi. Nhà báo đây. Sao thầy bị quái đánh phù à? Không, phụ đao em đang bị hỏng. Thầy quái.
Thầy xóa nó quần một một bạn đấy. Thật chứ, nó bế đi thật là dở luôn đấy các anh. Bế đi dở luôn đấy. Mời mai mời lên uống nước chè là dở luôn đấy các anh ạ. Ờ, đừng đùa. Thì giống em uống nước chè là bị say nữa. Không có tiếng OLED đâu. OLED hôm nay nó xác định Tú Anh ngủ qua đêm rồi các anh ạ. Không phải đâu, của anh Quyết nhỏ cái mic của em. Tắt cái like đi, nghe ở Discord thôi. Ông mở cả Discord cả like đâu mà nó bị vọng ạ. Đúng rồi, nó không cả like vào trong Discord ấy. YouTube này có bọc tiếng đâu. Của anh ấy, của anh Đông Đông. Ủa, nó bung đồ kìa. Từ lúc em like phát anh vào xem là anh tắt. Anh Đông Đông, anh Đông Đông, anh biết rồi, biết rồi, biết rồi. Thần hôm nay nó lại không tên, nó lại bỏ mặc mình rồi. Vũ Lào lại đổi thầy màu. Mất cái toàn thạch giới chỉ này. Mất này. Đừng đổi màu nữa, đi xa ra đi. Ui giời, khổ thật. Mất cái toàn thạch giới chỉ ở sát bờ tường này. Mẹ sao nó bay ra tận góc đấy nhỉ. Không lấy được luôn. Cho con kia nhặt đi đấy. Nhặt rồi, nhặt rồi. Em nhặt rồi, em nhặt rồi. VTV giải trí. Luyện đánh thua đánh nhím ở Tân Bá Lăng Huyền. Chạy chân chính đôi chân kiếm tiền mua. Bạn này 190 lượt bài không ra siêu phẩm là hơi vẹt đấy, đừng đùa. Thời gian thấm thoát đưa ta đã trên lưng ngựa. Đỏ thì ăn cút. Chạy đi khắp nhâm gian. Đen còn cái nịt. 190 cái là tính ra là khoảng bao nhiêu nhỉ? Mà... nhặt đồ kìa. Đây đây đây. Cái mẹ gì em cứ ngồi em nhặt đi. Bình tĩnh thế. Nhân em nhặt rồi, em cho ác thuyên em nhặt rồi. Em hai ác mà. Úi giời, kháng độc một ạ. À. Nhục thật. Đồ này không có đi vào lòng đất. Đồ thế này có mồm rồi. Thầy ra cái áo ngon ngon mà nhìn mặt nhìn cười cười đúng không? Anh em đánh bao nhiêu cái rồi thầy? 190. Ông có mệnh bài giỏi nữa nhở? Kệ anh. Thầy bảo em đánh nốt, anh đợi đi. Nếu mượn chỗ tí, em cắt. Khiếp bằng bằng lao kéo đây xem đông thế. Đúng chỗ họ đang săn mà, đúng chỗ họ đang săn mà giờ họ dồn ra đông thế. Vãi cả bộ đấy. Hôm nay có dây chuyền cả tất cả 20. Okay.
dân thấm thoát đưa ta đã trên lưng ngựa chạy đi khắp nhân gian với đồ ăn ba về dương châu xa xôi nơi ta đã gặp nàng đẹp như đó hoa đang nhập quá và luôn em chạm em chạm lông bờ mẹ của đấy mà thằng liver nó không ăn được đã nói giật không ai tin nó có bị giật và chả biết làm sao nguyện cùng nhau để đời sau chung dù đau xưng danh ba vơ thuyền phong lặng sẽ sóng gió đi tình bên bờ giang hồ nguyên có đôi dù vượt ai hay tấm tiên trên trận không thành ngũ sinh lực 157 nội lực 43 thắng lôi 2 rồi để đời sau xứng danh dịp cơn xoáy ta nắm tay tung hoành sang hà hoa lâm ba vực tây. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng. Thuyền phong lắng ra sóng xô đưa tình đến bờ. Giang hồ huyền hương có đôi. Diệt tương xoay ta nắm tay tung hành sang hà. Võ lâm ba vực nghềnh. Võ lâm tình ba vực. Kéo lên Ngọc Bà Cô Hổ à? Ok anh ơi. Ok anh ơi, em đang chạy lên rồi đó. Em chạy lên trên rồi đó. Anh em cái lệnh bài hẳn sử dụng làm cái gì nhỉ? Cũng mở lốt thôi anh ơi. Nhận ở đâu đấy anh? Cái đấy nhận ở lễ quan. Nó chỉ cho nhận một lần thôi. Anh gọi điện mà anh gọi điện em mà như em như không biết cái gì luôn. Olet ạ, anh gọi điện cho em mà. Anh gọi em luôn mà không có gì luôn. Hình như dạo này thầy khinh comment của mình, thầy không thèm đọc comment của mình. Đâu, em có comment ở đây đâu á, thằng Hâm này. Rất là điều. Mày ảo ma với thầy à? Anh em để ý xem. Hình như thầy vứt em trong danh sách hạn chế rồi sao? Mày có comment đâu cái thằng Hâm này? Kìa, Nguyễn Anh để comment xem thầy có thấy không? Gọi điện em có nghe đấy, em còn bấm không trả lời luôn đấy. Ừ, hôm nay không thấy Onet like, không thấy đi hoạt động. Không đi hoạt động là mất 40 choáng gần 1 rồi anh em ơi. Được quả nhẫn choáng gần 1 rồi anh em ơi. Được quả nhẫn choáng gần 1 rồi anh em ơi. Em bên hương rồi anh ơi. Cái này 109 anh ơi. Về bờ. Thôi em lên hương đó. Về bờ thôi. Trật tự mà xem đi khổ lắm. Lỗ ruột. Đấy cuộc đời nó phải như vậy. Xem cái nhẫn làm chậm 40 ẩn 1 là tươi này. Nhẫn 40 làm chậm ẩn 1 là mất. Ok em ơi, ok Olet ơi. Cứ ra nhẫn làm chậm 40 là không bao giờ. Thôi thầy đừng làm thế, chết em. Ra món như thế chúng nó nghỉ hết. Như món là như nào anh? Món như nào anh ơi? Thế là được rồi, mình mình được cứ choáng ẩn 1 là đẹp rồi. Choáng ẩn 1 là đẹp rồi anh ơi. À em thay luôn quả nhận thêm ạ. Ái già, ái già. Đẹp nhỉ, nội lực 72 luôn, sinh lực 10 rồi nhưng thắng quả 1. Choáng gần 1 luôn, ái già.
Úi giời ơi, kháng hỏa thêm ẩn mùa, mùa thêm một kháng số 1 đằng trước thì thôi, ối giời luôn anh là Slim Vinh ơi. Thầy đi gặp anh Dương. Anh Dương anh lại đánh cho. Chừng nào ăn bang, đợt Evan đợt sau anh Tú Nguyễn Tú ơi, Evan đợt sau là sẽ có ăn bang anh ơi. AD thông báo lịch trình hết rồi mà. Lượt sau là sẽ có ăn bang. Evan đã. Evan tiếp theo ấy, Evan tiếp theo đua top, Evan tiếp theo là có ăn bang. Đợt này là có động sát, đợt sau có ăn bang ạ. Anh em vòng thừa tướng này được làm gì hả thầy? Để làm gì hả thầy? Thì được 500 sinh lực đấy. Móc đồ ra mà 500 sinh lực. Hay là nội lực gì đó, anh không để ý cái đấy đâu, anh không để ý cái đấy đâu. Đừng có hỏi anh nữa, anh mệt mỏi cái uy linh lắm. Đấy, hỏi câu bắt đầu khó chịu. Anh cũng không biết là nó được cái gì luôn ý uy linh ạ, anh nói thật sự luôn, anh không biết nó là cái gì. Đợt trước server kia anh chơi là không có cái gì luôn, nó không được cái gì ấy. Đây em có được cái gì đâu. Nó chỉ được cái đẹp thôi. Được mỗi cái đẹp thôi. Dạng quân nè. Dạng quân. Ở võ lâm bà lo ạ đi. Sốt mà anh, sốt mà, sốt sốt xình xịch luôn các anh. Sức mạnh 16 à? 16 mà cái gì đấy? Ngọc bội. Ngọc bội thì không. Mình tưởng nhẫn hay dây chuyền. Đời có thân hùng anh quý, chung chi trai rạng danh. Rạng danh. Công thành. Cháu chỉ dọa nó tí thôi mà nó không bảo cái chỗ này nhiều máu này. Em cảm ơn đặt lọ nhá, em cảm ơn đặt lọ, đặt lọ. Uy Linh làm gì mà được dỗ em đá vào đít nó luôn. Em được quả truy làm trận 40 và quả choáng 40 rồi. Em mở một chúc thầy may mắn cả tháng nhé. Vâng, em cảm ơn anh đặt lọ nhá, em cũng chúc anh may mắn cả tháng luôn anh đặt lọ nhá. Uy Linh bắt đầu dỗi rồi đấy. Uy Linh dỗi thì nó chỉ có ăn cám. Vòng kim thừa tướng được kỹ năng một cấp. Không anh ơi, kim thừa tướng không được ạ. Nó chỉ có dòng kim nguyên soái và kim kim tiên phong à. Ui giời, quả áo thổ này bực chưa. Đây được quả nhẫn này rồi các anh, được quả nhẫn choáng 40 ẩn một rồi, là có tiền rồi. Được quả truy đấy rồi. Đó. Đây được hai món này rồi anh Phạm Văn Tiến ơi. Quả nhẫn choáng 40 ẩn một. Em lấy tầm bao nhiêu thầy? Mày cứ để mai nhắn tin đi, cứ phải hỏi ở cái tầng này. Hết giá lên cho mọi người nghe 50 kim mà không? Hết gì em? Anh Thuyên. Anh cứ hết giá lên 50 kim mà. Cái gì nó phải có cái giá của nó chứ làm sao hết được. Mày nào? Chị mới nhận em đấu giá 1 kim. Bồn bồn Vĩnh Tiệu, đúng rồi anh ơi, Vĩnh Viết anh ơi. Ngày xưa ra may mắn động sát mà nhìn mà mình dùng thấy rớt đồ chán quá vẫn xài sao may mắn xanh à. Vâng, Bôn Tiêu Vĩnh Viễn anh ơi. Hello tất cả anh em nhá, anh em là em thể cái mic của ai cứ vọng ấy nhỉ. Hello tất cả anh em nhá, anh em nào mà đi qua chưa bấm like cho em xin một like, ai chưa chia sẻ cho em xin một chia sẻ, mà ai chưa sub cho em xin một sub ạ. Có tí nữa lại ra cọc. Đây nữa. Lòm đây ơi. Tí nữa ra cọc em tất cả cho anh xem mà. Của anh Đông Đông thì không không có từ cái YouTube. Thấy bảo OLED bị bế đi vì vụ trôm của nào. Làm gì anh? Không phải là OLED, không phải là người tình của cô Hương đâu. Đời có thân hùng anh quý chung chi trai lạc danh. Thầy có quả phẩm đức linh ngon nhờ. Không anh ơi, mấy con boss ở dưới nó chưa chết ấy. Em vừa đã bảo là đánh mấy con boss ở dưới quên mà em đã đi mở bố ở trên rồi. Có mất 3 con thổ ở dưới. Vừa nãy em quên em chưa đánh kết thúc hết nó đi.
10 triệu anh đăng ơi. Em đấu 151 kim. Thôi mày để anh đăng thôi, mày cứ đăng thế thì mẹ bảo sao nó sốt kim. Mày đăng vậy mới ép giá được, hồi xưa anh chưa chơi cái trò anh ép giá à? Ép giá thì khổ em thôi. Đùa. Anh ơi có hỗ trợ tân thủ đây, anh có túi hỗ trợ tân thủ rồi anh. Dạ vâng, để kiếm anh ơi. Olet lực mạnh lắm. Lực mạnh mà, nhưng mà đói Olet có chịu đâu, buồn ngủ Olet có chịu đâu, vẫn ngủ quá giờ anh em ạ. Olet mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà vẫn ngủ quá giờ, không ăn thua. Không, Ngọc Bội lắm ba, Ngọc Bội lấy khác luôn, Ngọc Bội 50, 30 làm gì anh. Được môn cần gì Ngọc Bội này đấy. Sinh lực nội lực cao là ok. Chị Lâm Búp là đứng đây đông thế. Ở đông kinh ấy. Em đứng ở dưới góc dưới này đi. Đứng ở xuống dưới, chỗ dưới này. Ok, để em kéo vào. Để em đánh hết mấy con góc ở này đi cho nó đỡ bị ấy đấy. Mới tập là hợp qua đồ play đua đồ lên thử. Vâng, em cảm ơn đặt lọ nhá. Anh em cứ tập như anh đặt lọ là tốt, cứ tập donate ở play đua ấy là tốt. Cứ em làm em là nhân vật test thử là được anh. Anh em để em đánh nốt mấy con thổ đấy cho nó hết đi đã nha các anh ơi. Bực thật, mấy con thổ điên. Để em đánh nốt 4 con thổ bị mắc ở dưới đã. Rồi mở lên trên. Vì anh thương em như thương con chị em. Em biết không? Làm sao em biết được? Em xỉn rồi, tắt like thầy đi ngủ. Đúng rồi, đi ngủ đi, mày đi, em đi ngủ đi. Mới xem đá banh à? Anh vừa xem trận Chelsea với Liverpool à? Mai Hồng lên đúng không, vừa đây là trận Chelsea với Liverpool là anh Bồ Đức à, nãy Liverpool đá với qua Hamilton ông nào ăn rồi, còn thằng Chelsea đá với thằng West Ham. Chelsea thua rồi. Chelsea thua bao nhiêu? Thua 3-2. Thua 3-2 à? Thế thằng Liverpool với thằng Wolverhampton? Liverpool đang hòa 0-0. Đáng thức xem trận Man City. Man City mấy giờ đá ấy? Man City 11 giờ. Em ăn 11 giờ 30. 11 giờ 30. Thế còn lâu, 40 phút nữa. 40 phút nữa. Ngồi xem thấy đấy. Em chào anh Trang Trần nhá, em chào anh Trang Trần nhá. Chelsea thua 3-2. Chào gì? Tuấn ơi, có gì anh không biết thì em nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Em cứ mắng anh tào lao à. Cái tăng này. Tâm Style 1993. Ok, hello Tâm. Chelsea nó say rượu nó thua là đúng rồi. Có gì chứ em có cái nhẫn là choáng 40 rồi anh Phan Văn Sĩ ơi. Vô chấm đến không có gì để review, nó mặc đồ trắng anh Tâm ơi, Tâm Style ơi. Mà Tâm Style được lại đi đâu đấy, cái lick kia của em đâu? Cái lick kia của Tâm đâu? Cái Tâm Style trước của em đâu? Lấy đâu ra anh có 190 cái mà. MU chuẩn bị mua Haaland là ok ngon. Thế là ngon đấy, em thích MU. MU đó là fan MU của em từ trước, từ lúc em còn chưa mọc lông ạ. Đồ em thầy. Ai lại không thích MU? Mới hết rồi làm gì có mà xem. Đúng rồi, lại thầy. Cái thằng Uy Linh là cái thằng mất dạy nha anh em. Anh em phải nhìn nhờ thằng Uy Linh, cái thằng này giả tạo lắm. Man City được không rồi. Quan tâm MU ai lại phân thức. Cái thằng này thằng rất mất dạy. Đồ nó bảo em là anh ơi làm cho em xét lọ xét kia. Em đi lúc 32 em tìm đồ cho nó mà hôm em đây em bảo đổi cái nhẫn mà nó quay ra nó bảo cái gì của em thầy cũng mút ạ. À. Mẹ mất dạy lắm cái thằng này.
còn 60 con nữa anh Kiên Tông ơi. Server này được hơn 1 tháng rồi anh Linh Phan ơi. Nhà hát của những tiếng cười hả thầy? Đúng rồi em. Đúng rồi Phụng Huỳnh ơi, của những tiếng cười. Cười là chín ạ, cứ cười là chín thôi. Coi theo MU là cháy trang, động sát thầy có tính hốt. Có chứ, anh Tùng Nguyễn Tú. Phải hốt chứ, không hốt lấy gì đánh. Hốt mà anh, phải hốt chứ. Phải ô cờ ốt, hờ ốt hốt ạ. Nhỏ, hình được. Cô tách vào lớp tụi mày cút ra đấy vào lớp kinh quá. Càng đấy. Cười là chín. Và chín là dụng. Có siêu phẩm thì chẳng phải siêu phẩm, nhưng là đồ ngon anh ơi. Em được quả nhẫn cho 40 ẩn 1 rồi. Rồi em tí. Em lên thả cái con thúy yên điên lên trên này ra. Thầy đánh được bạn nọ. Đội kia họ đánh ở trên à? Không, góc góc ba lăng viện có mỗi góc này thôi. Không là phải ra bên thuyền. Góc này góc chỗ gần thằng thẩm thẩm kiểu với thẩm câu. Số chơi em hay đánh đấy quá. Chưa có gì đâu Phùng Huỳnh. Thầy tham gia ai thông minh hơn học sinh lớp 1 là cân kẹo. Em đấm vào đầu anh Vũ Việt Phương nhé. Anh em thấy không? Comment của anh, của em thầy không bao giờ thầy đọc. Ngài mi chiến quá sang Coronado ngợp anh em ạ. Không, ở trên, ở trên. Trên nào nữa? Miếng nào ngon thầy thì tao vừa nói thì tao mới mắng mày còn gì nữa. Đâu, lớn chuyện thật. Thì cái bảo miếng nào ngon thì thầy mầm trước, thẩm trước thì chả thế à, thì tao chả mắng mày đấy, thằng này. Mày láo mày, những cái anh không đọc là anh cũng biết là ý nghĩa đọc ra là nó không tốt đẹp thì anh không đọc, mày cứ phải thế nhờ thằng Uy Linh này. Anh em thấy không? Thấy không được anh đọc comment của anh. Những cái comment của nó ẩn ý láo, em không muốn đọc. Xin phép bây giờ em sẽ không comment nữa. Kệ em thôi, anh không quan tâm. Sao sao Nga Mi Kiếm đi tổng kim lại không ổn anh em, đi Nga Mi Kiếm đi tổng kim ngon mà. Cũng gọi là top Golden Dawn, nói chung là 12. Đây họ đánh góc trên này này. Hai ông đánh hai bên ạ, mẹ nghe nó chối không? Hai ông đánh hai bên luôn. Em vâng, em chuyển về đường môn rồi. Mẹ nhìn kiểu đánh boss hai bên. Mọi người không nói thẳng ra làm sao mà ăn được hết đâu các anh. Cái gì thì cái nó có cái giới hạn của nó mà. Không đủ lực để ăn hết. Cháu chỉ dọa nó tí thôi mà nó không bảo cái chỗ này nhiều máu nè. Em cảm ơn anh đặt lọ nhá. Em cảm ơn anh đặt lọ rất nhiều. Từ từ đây em bói đồ đây. Mời thầy lon bia quẩy cho sung. Em cảm ơn anh đặt lọ ạ. Rất cộng. Và bình yên coi đồ vua chém nến thấy ơi. Đợi tí. Vua chém nến đây nó có mặc cái gì đâu, nó ở chuồng này. Nó có mặc cái gì đâu, em bảo nó ở chuồng mà. Buổi trưa em không biết là cái sợi dây chuyền thổ kháng tất cả 6 ấy. Sợi dây chuyền thổ kháng tất cả 6. Nhưng họ đánh từ trưa rồi. Ba có hổ á? Ba có hổ vẫn thế mà, có khác gì đâu, chỉ thay mỗi cái vũ khí. Từ cái vũ khí kia sang vũ khí khác thôi. Mà ba có hổ có đứng đây đâu.
Ba hồ có hồ nữa đây. Đấy có mỗi cái nón thôi. Hồ, em đang ngồi đây ăn xin đồ thầy mà anh em để bảo em xây đồ. Là về 10 có thấy hỗ trợ gì không? Anh mua đây này, anh ơi, đây này em bảo nhá. Đây này. Anh mua cái túi này này. Đây cái túi hỗ quà hỗ trợ quà tân thủ này anh Tiến Trần ơi. Đây này cái túi quà thân thủ này anh này, anh mua cái túi này anh ăn vào lên được cấp 80 này. Xong rồi anh ăn even nữa là lên 99, xong anh mua một cái huyền chân đơn 500 triệu kinh nghiệm đó là anh lên 101 luôn anh. Cái huyền chân đơn thì anh mua ở ngoài có vài kim thôi. Mà không anh mua luôn, anh cứ mua luôn 4 cục một ngày ăn mắc được 2 tỷ. Thì bây giờ em thấy đâu đấy họ đang mua ra mua một kim 500 triệu à. Thì bây giờ anh mua 4 viên thì nó có vào 4 kim, 8 kim là 2 tỷ, có mà anh lên nhòe à? Em cảm ơn anh Nguyễn Trung nhá. Sao đổi dân lai để hôm khác đi anh em làm clip soi lại cho. Ôi, sao tí nó búp không có lên bùa này. Con này nó bị ngáo à. Em đi bôn tiêu nó là nhíp không phải giảm sóc, nó bị đau lưng không em? Có anh ơi, sóc gãy cả lưng anh ạ. Nó không phải giảm sóc bóng hơi ạ. Soi đồ qua không đứng ở đây anh ơi, không có đứng ở đây ạ. Cooldown giờ chém mới ngon đã thành. Không, cooldown giờ chém vẫn chưa ăn thua. Cô nó đào chém chiến đấy thầy. Bây giờ chưa ăn thua. Kim lên tốc 201 chém và tốc nối đuôi nhau mà vào giao tranh phát là tự nhiên thấy em mất màu luôn ạ. Ui tự nhiên anh ấy kiếm được quả rồi 35-30 ở đâu cũng ngon đấy. Ui bên đấy quả nhẫn sinh được 150 kháng lôi 28 ạ, ảo ma thế. Bên kia săn đồ ảo ma lắm. Em vừa soi đó. Không có kỹ năng vốn có đâu anh Mr. Peter ơi. Làm gì đã có cái món đó đâu. Đúng rồi, Uy Linh cầm đao tốc 30 để chém bay màu. Mà bay màu ai không biết khi bay màu chính em nó luôn ạ. Bay màu chính mình luôn đấy thầy. Chính mình chứ còn gì nữa. Nhưng mà mỗi đúng lần rồi, anh đạt bay màu vẫn là vậy ạ. Có một vài xác. Nhân quá sinh nhân lực quá đẹp luôn, sinh lực 150 luôn ạ. Nhưng mà anh giơ like gặp em chỉ xoáy cho 3 hit là cụ đi rồi lại toát luôn ạ. Thằng studio ẩn linh tinh cái gì đây? Em bấm nhầm anh ơi. Cái thằng này. Cả bấm nó nhầm mẹ. Sorry bạn nha. Ba hit làm mà ba hit anh đừng có mồm điêu. Cộng bộ là đua tốt vào trước anh ơi. Ôi, cháu bấm mẹ. Cháu thân chết mẹ. Lâu mà phục tùng nữa. Ôi, hôm nay mọi người xem sang bot đông thế. Còn bao nhiêu con thế ơi?
còn bao nhiêu con là em đánh nốt con này đi, nó đang bị góc lag anh ơi. Bực thật đấy. Em đánh nốt cái đi em mở đấy. Đấy mấy con góc lag này là hay ra đồ ngon. Mọi em nó kìa. Rồi ăn vừa đấy mang lên. Mày dở à, thằng OLED này. Thương một đi có 21 điểm rồi. Mày rất là lòng hoàng như OLED này. Ra cây lò choáng 40 lại còn tốc 30 chịu ạ. Ăn chay mà tuất, mày luyên thuyên cái gì đấy? Anh Huyền Trân thử cầm lại xem được chưa? Anh Trân Huyền ơi. Sao tự nhiên thằng kia ấn thế nào nữa, đi chết người ta cái thằng. Đâu anh ấn mẹ người ta thì em hiện ra lại rồi. Để em làm cho. Rất loằng ngoằng ạ. Rất mất thời gian ạ. Em ấn ok rồi, do anh ấn lại. Em ngủ quên giờ hóng mất thôi, có gì đâu mà lại. Ok, nghe nhạc mở mắt muốn không lên ngủ thời à. Để em cho anh em tỉnh ngủ nhá. Tỉnh ngủ nhá.
lại cho. Áo thổ mà anh nhìn áo thổ mà anh ấn enter một phát luôn mà. Thổ em hỏa tham tham bố thật. Kháng thổ hay thủy? Thổ đấy em xuống băng mà. À thủy thế không? Thủy á? Ảo lao người ta trách ve hẳn hoi rồi lại còn. Áo thủy không? Điển thế, đúng cái ô lên nó cần mà. À nhưng mà áo lam lưng áo lam thì nó cũng chẳng cần. Để đi tính sao? Ô sao tự nhiên lại không? Ok. Nó là áo thủy chứ áo thổ nào mà áo thổ. Bực thật. Chạy ra ngoài anh Hù. Đang chạy ra ngoài. Đây là áo thủy người ta đúng này. Bố bỏ mò. Cày thế. Buồn như con chuồn chuồn bị cắn ạ. Thổ mà kháng khỏe, đỉnh cao. Ọp mới của Võ Lâm. Thổ kháng khỏe. Ọp mới. Tao nhờ mày mà. mày bớt đi nhá. Bực thế. Ôi đầu rất kinh lắm thầy ơi. Cho con Thùy Ân dừng đánh đi đã kìa. Ok cứ nhanh. Không nhạc không kịp rồi nó mất là tự mất rồi. Thầy bình tĩnh nhá. Đừng dùng anh em đừng nói gì nữa em lại ấn nhầm bây giờ. Để cho thầy không thầy cái cũ. Anh em có nói gì đâu. Sao mấy robot này nó cứ bay ra ngoài ấy nhỉ? Đúng rồi, các trường môn vu đứng ngoài luôn đi. Nhặt đi vào. Em nhặt tội với thầy ơi. Thì cứ nhặt đi. Em đứng ngoài em nhặt mấy cái đồ ngoài cho chứ làm. Thì cứ nhặt đi. Nhặt. Thế nhỉ. Thầy nóng lắm rồi đấy. Đã bán nhầm cái áo đã bực rồi. Cứ nói nhiều. Livestream mà thầy phải bình tĩnh. Thế nó thiếu để ý cái tay nhanh. Cái tay hư này. Thể được 24 à? Bực thật đấy. Em đang cần cái áo đấy này. Thầy mà giờ này mình nhầm Inter mẹ cái nhận choáng 40 thì đúng rồi. Em phục thầy. Tối lại chọc thầy thì lại chửi giống như ta. Nhặt đi. Ca mình. Ác có lo nhặt ở trong thành đi kìa. Ác lo thì bật auto đi. Tức thật đấy chứ. Cáu thật sự luôn đấy. Mẹ cái tay, đúng rồi cái tay đầu đất. Hôm bữa cũng một lần rồi nhỉ. Buồn thật đấy. Nhưng mà nó tức quá anh em ơi. Đổ ra đã hiếm rồi, được cái áo ngon thì mẹ nó cái tay. Quả áo cũng ngon luôn. Tiếc chứ anh, sao không tiếc. Mà không ngon lắm luôn thầy luôn. Để chụp hình gửi Facebook cho thầy tiếp chơi này. Mấy nồi bia. Em bấm nhầm bố mấy cái áo 40-24 kháng hỏa. Mẹ mày điên không tưởng được cái đầu đất. Tại lúc đấy nó đồ nó phọt ra nhiều quá em cuống.
in ít như này thì em lại bói nó lại mượt rồi, nhưng mà vừa dồn nó kinh quá. Em ác gì? Em kinh lắm. Mười triệu anh ơi. Ở lớp không? Chưa được diễn Hải Huế ơi, nó AD búp lại quả 20 năm. Thế chỉ có mà chết. Cái tay này hư này. Cái tay này ngu này. À, mày. Không phải thay cái gì thay. Chuột. À, tay con chuột của thầy nó nhạy quá. Cái tay này ngu này, cái tay này rốt này, bấm linh ta linh tinh này. Thế. Thấy thầy chỉ vào đã thấy thầy em ta. Ừ, em không có thể đánh thế này, mày điên thật sự ấy. Thầy ơi, em đây. Thầy ăn cơm thầy có bị cắn vào lưỡi hay là cắn vào má bao giờ? Ủa anh Olet có quả dày ngon thế nhở, bán bao nhiêu anh ơi? Cái lến em vừa ăn rồi anh ơi, lến em ăn rồi đâu không cho ăn nữa đâu. Chết mày với tao này, úi dồi ôi, kháng tất cả một ạ, chết.
Đâu thầy rồi? Sao? Cái gì thầy? Cái gì anh Đức? Phải cái biểu. Cái tất cả một ạ. Thầy tối này cũng đi vẽ đi diễn hài. Ừ. Đi diễn cái gì mà thầy diễn? Diễn cái gì mà diễn? Thầy em là diễn viên đọc xiếc mà. Thôi. Mày cũng lại bớt đi Uy Linh, anh lạy em. Anh cắn rơm cắn cỏ anh lạy em. Em chào anh Nguyễn Chip, nhanh cái gì mà nhanh. Nhanh cái đầu anh ấy mà nhanh. Bực cả mình đấy khổ à. Em giao từ chiều đến giờ mà thì mới mua được. Được gì? Cứ sồn sồn lên. Hello anh Long Nguyễn nhá. Cứ sồn sồn lên, cứ như địch ở trong đồn ấy. Cứ như cháy nhà. Em chưa anh ơi. Em vẫn để ác đó là vào 30k để phụ duyên anh Khánh ơi.
Bực ca mình đây khổ. Vừa đời không ăn. Vừa mới hồ một cái vợ nó nhắn tin bé cái mồm thôi ạ. À. Mẹ thật chết rồi anh em ơi. Đấy. Thầy hét to. Hét to 20 vợ nó nhắn tin bé cái mồm thôi. Tao lại phải gọi mày ở dưới giường lên. Hai bang đánh luôn người trên người dưới ạ. À. Thầy gì vụ việc cái gì nói hơi căng đấy. Hết lệnh bài ra đằng ngoài đi Vũ, hai món ở ngoài đi Vũ. Thôi xin được đi Việt Nam hòa bình, thân thiện cho mình xin Việt Nam chúc mừng nhé. Thế vừa rồi mình có lọ tốc 30 sát thương 32 điểm khá đồng 20 mà đòi 10 triệu ạ, ở đâu ra anh? Cái vấn đề đầu tiên thì người ta được phép đòi mà các anh, còn về sau được có ai mua hay không nữa thì vấn đề khác anh ạ. Hét giá thì cứ hét thôi, mua hay không nữa là một phạm trù khác. Lên còn đúng cái ly. con cuối cùng này, con thủy cuối cùng này, được ăn cả ngã là dễ cần này anh em. Có, hình như có sao nhỉ? Mốc đã tẩu con ba như sao ấy nhỉ? Em không để ý, hình như có sao? Bởi vì mốc 8k có hoàng kim một phái mà. Mốc 8k của Hoàng Kim Môn Phái thì em nghĩ là chắc có đồ ăn bang. Quả dây chuyền này là ăn nhau ở quả này. Em mua được 91 cái. Có đánh không? Muốn lên em có đánh không? Em vào Discord đi Olen. Yeah.